Sáng nay ngày 25 tháng 2 tại khu di tích Lăng Kinh Dương Vương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội Nông dân Việt Nam và tỉnh Bắc Ninh đã đồng tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Mậu Tuất năm 2018. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên thường trực Ban Bí thư, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã dự và phát động buổi lễ. Tham dự buổi lễ có các ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến cùng đại diện lãnh đạo bộ ngành, lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc và các sở ban ngành huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Bắc Ninh. Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên thường trực Ban Bí thư, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề cập đến tình trạng phá rừng, đốt rừng có nơi còn nghiêm trọng, chưa được ngăn chặn kịp thời, cùng với tình trạng biến đổi khí hậu diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, đã gây ra nhiều sự cố về môi trường, thiên tai, bão lũ, làm thiệt hại nhiều sinh mạng và tài sản của nhân dân. Trong không khí phấn khởi đón chào Xuân Mậu Tuất 2018, hôm nay tôi cùng các đồng chí lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ban ngành trung ương về dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Tài nguyên Môi trường cùng với tỉnh Bắc Ninh tổ chức. Nhân dịp năm mới, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin gửi tới các đồng chí đại biểu, toàn thể nhân dân, cán bộ nhân dân tỉnh Bắc Ninh lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Ngay sau lễ phát động, đồng chí Trần Quốc Vượng đã cùng lãnh đạo các cơ quan trung ương, lãnh đạo và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tham gia Tết trồng cây trong khu di tích đền thờ Kinh Dương Vương. Trong cùng ngày 25 tháng 2, trên toàn tỉnh Bắc Ninh đã trồng 60.000 cây xanh hưởng ứng Tết trồng cây xuân 2018.